chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Vào hồi tháng 9 thì Realme đã tung ra bộ đôi Realme 7 và Realme 7 Pro. Mới đây thì Realme đã tiếp tục tung ra cái phiên bản mới của dòng Realme 7, đó chính là Realme 7 nhưng mà lại có thêm 5G. Vậy thì chiếc máy này có khác biệt gì so với phiên bản 4G thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần thiết kế của chiếc Realme 7 phiên bản 5G. Thì nó sẽ có một thiết kế rất là bóng bẩy. Tuy nhiên thì mình đoán chắc chắn rằng là cái phần chất liệu hoàn thiện của sản phẩm này nó chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Ở mặt lưng sau của nó thì nó cũng có họa tiết nhìn rất là độc đáo. Và ở mặt trước của nó thì sẽ là một cái màn hình với kích thước là 6,5 inch và nó sẽ có thiết kế theo dạng đó chính là nốt ruồi. Và tấm nền được trang bị ở trên màn hình của sản phẩm này là IPS LCD. Độ phân giải vẫn là Full HD cộng và tần số quét màn hình của nó lên tới là 120Hz. Với thông số màn hình này thì mình thấy nó khá là ấn tượng, đặc biệt là cái tần số quét màn hình 120Hz nó sẽ cho cảm giác sử dụng vuốt chạm mà cũng như là cuộn bảng tin lướt web nó sẽ mượt mà hơn. Chuyển sang phía mặt sau thì nó sẽ có một thiết kế bo cong về cả hai phía và với cái thiết kế này thì chắc chắn là nó sẽ đem lại chúng ta cái cảm giác cầm nắm ở trên tay sẽ vô cùng là thoải mái. Và nó sẽ có cụm camera được đặt ở góc trên bên trái với các thông số kỹ thuật nó sẽ như sau. Cả bên chính thì sẽ có độ phân giải đó chính là 48MP, khẩu độ là f/1.8. Ống kính thứ hai là ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 8MP, cung cấp góc nhìn là 119 độ. Ống kính thứ ba là ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 2MP. Và cảm biến cuối cùng là cảm biến đen trắng cũng có độ phân giải là 2MP. Camera selfie ở phía mặt trước thì nó sẽ có độ phân giải là 16MP được đặt ở trong phần nốt ruồi. Tiếp theo là về phần cấu hình của chiếc Realme 7 phiên bản 5G. Ở bên trong thì nó sẽ được trang bị bộ vi xử lý đó chính là Dimensity 800U đến từ MediaTek. Và con chip Dimensity 800U này nó có tích hợp modem mạng 5G đi kèm với dung RAM là 6GB với chuẩn là LPDDR4X. Và bộ nhớ trong là 128GB với chuẩn là US 2.1. Chiếc điện thoại này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối mạng 5G với chế độ kép tổng cộng lên tới là 12 giải tần. Vi pin của máy đi kèm thì sẽ có dung lượng lên tới là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Dark Charge với củ sạc đi kèm theo máy có công suất là 30W. Ngoài ra thì chiếc máy này còn hỗ trợ một cụm cảm biến vân tay được đặt ở phía cạnh bên tích hợp vào nút nguồn, có hỗ trợ công nghệ Hi-Res Audio này, Dolby Atmos này và sử dụng cổng sạc USB-C. Sản phẩm này thì sẽ được cài sẵn hệ hoành Android 10 với cái giao diện Realme UI quen thuộc của dòng Realme khi được bán ra. Cuối cùng là giá bán vào thời điểm liên kệ thì chiếc Realme 7 5G sẽ đi kèm với 6GB RAM và 128GB ở trong duy nhất và sẽ chỉ có một tùy chọn màu sắc, đó chính là màu xanh Baltic Blue. Và dự kiến thì chiếc máy này sẽ lên kệ vào ngày 27 tháng 11 tới đây với mức giá bán lẻ là 279 bảng Anh, tương đương khoảng 8,6 triệu đồng. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đi tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc Realme 7 phiên bản 5G. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc smartphone mới này đến từ Realme và với mức giá khoảng 8,6 triệu đồng tiền Việt thì các bạn thấy nó có hợp lý hay không? Xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video của bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.